Chúng ta tiếp tục với câu 33. Cho sư phước giấy to mỏng hơ trừ y, tất cả những giấy cạn ba cạn 16 y bàn, hơ nhân giấy giấy gạch cạn với y, mỗi đồng giấy bằng bao nhiêu? Rồi, đầu tiên ta gọi giấy là x cạn y, thì giấy gạch sẽ về x trừ y. Như vậy các trả lời phương trình thì sẽ có là hơ trừ y nhân với giấy là x cạn y cạn ba cạn 16 y bằng hơ nhân giấy gạch cạn y. Ông lấy cho em bé hơ con đi, để trên cái bàn á, trên cái hộp á, tương đương với nhân vô là bằng hơ x cạn hơ y y trừ x y trừ y nhân với y y trừ y nhân với y là bằng trừ y bình, mà y bình mà trừ một, như vậy ta sẽ bằng cạn y coi bằng 16 bằng x trừ y cạn y tương đương với hơi x cạn y cạn 3 cạn với hơi y trừ x cạn 16 y bằng hơi x trừ cạn cho hơi trừ y y tương đương với là hơi cạn y cạn 3 bằng hơi và cái đây là bằng hơi y trừ x cạn 16 bằng hơi trừ y hơi trừ y thì hơi trừ y hơi rồi. Vậy phải cái này hơi này cho nó thu gọn đi, tôi sẽ có được là y cộng 3 bằng 0 hay là y bằng trừ 3. Tôi thế em trừ 3 vào cái dưới tương đương với hơi nhân với trừ 3 cạn trừ cho x cạn 16 bằng hơi nhân trừ hơi nhân trừ 3 tương đương với hơi trừ 3 là bằng trừ 6 trừ 6 cạn 16 là bằng cạn 10 bằng hơi 36 là bằng 8 hơi 3 hơi 3 hơi trừ 3 bằng 66 bằng 8 tương đương với x là bằng hơi. Như vậy ta có được chia số phức đây sẽ bằng số phức giấy sẽ bằng hơi cạn 3 hơi trừ 7 sẽ là mô đun của giấy chính là bằng hơ căn hơ bình là bằng cũng căn 13. Giờ mô đun giấy căn qua ta chọn đáp án A. Cao 34. Cao 34. Tìm nguyên hàm của hàm số 3 x trừ 2 chia cho x trừ 2 ta có bình trên khoảng 2 cạn vô cùng. Như vậy cho tính nguyên hàm của 3 x trừ 2 chia cho x trừ 2 ta có bình bằng x bằng cái đây cho tách ra gặp dòng toán ta tách ra là 3 x trừ cho 2 thì là 3 x trừ 6 trừ 6 thì cái đây là trừ hơ thì cái đây là này là 3 x trừ hơ chỉ trừ là có bình, như vậy là 3 x trừ 6 thì cái đây là bằng trừ hơ thì cạn cho 4 chia cho trừ hơ thì có bình đây. Cái đây thì tách ra là 3 x trừ 6 chia x trừ hơ các bạn cạn cho 4 chỉ trừ 2 các bạn và bạn chỗ này cho rút 3 thử chung là x trừ 2 chia x trừ 2 các bạn cạn cho 4 chỉ trừ 2 các bạn bạn là ta chia bớt ta rút gọn bớt x trừ 2 thì sẽ bằng 3 chỉ trừ 2 cạn cho 4 chỉ trừ 2 các bạn và cái đây chính là bạn 3 chỉ trừ 2 lô nguyên hồn của nó bằng 3 logic cơ số x trừ 2 lá trị đấu, nhưng mà do x lớn hơn ta không thể ở lên ngoài thôi, có thể trừ cho
4 chia cho x trừ 2 càng C. Như vậy vừa là ta chọn đáp án B. Mấy con vâng? Còn 4 con thôi. Gì? 4 con. 4 con thôi.